Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng diễn ra trang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh là dịp để những người làm bóng đá tại trung tâm ôn lại những ngày tháng bắt đầu làm bóng đá trẻ, chia sẻ những câu chuyện về hiện tại và ấp ủ tương lai. 10 năm qua, Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng đã có sự phát triển lớn mạnh rất nhanh chóng với 30 cơ sở đào tạo rộng khắp, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các địa phương trong cả nước như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Phan Thiết. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có trên dưới 100 học viên từ Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng gia nhập các lò đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước. Đây là năm thứ hai Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng là vệ tinh của Viettel FC phối hợp trong việc tìm kiếm tài năng bóng đá nhí. Theo đó, mỗi năm trung tâm này cam kết sẽ giới thiệu từ 3 đến 5 cầu thủ nhí chất lượng cho Viettel FC đào tạo chuyên nghiệp. Từ việc tuyển sinh đầu vào chuyên nghiệp rộng khắp, hệ thống sân bãi được nâng cấp, cho tới sự xuất hiện của nhiều nhà tài trợ giúp cho Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng ngày càng phát triển về chất lượng. Sự lớn mạnh của những vệ tinh như thế này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thành công Viettel trong khâu tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ ở khu vực phía Nam.